Cuối tháng 9 vừa qua, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tại nhịp 9 cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh dài 55,5 m có hiện tượng bị võng do đứt cáp giữ ứng lực ngầm. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, xe tải, xe trên 16 chỗ bị cấm lưu thông qua cầu. Đến ngày 29 tháng 9, sau khi cơ quan chức năng khảo sát đo đạc các thông số của cầu thì ra quyết định cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu. Trong 3 ngày từ 28 đến ngày 30 tháng 10, dự kiến từ 0 giờ đến 3 giờ mỗi ngày, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm định, giám định chất lượng công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Do vậy sẽ cấm tất cả phương tiện lưu thông dưới dạ cầu. Nhịp 9 cầu vượt, các phương tiện sẽ lưu thông tại nhịp biên của cầu vượt. Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh được đưa vào khai thác năm 2002. Cầu được sửa chữa và kiểm định vào năm 2017. Sau khi kiểm định, công trình tiếp tục được duy tu, bảo trì thường xuyên.